chuẩn bị hạ thủy anh em ơi, sẵn sàng. Hôm nay là ngày tốt tháng lành, hạ thủy xuất hành. Trước thì giờ giáng sơn phù hộ, sau thì giờ các thờ làm ra. Giờ bà con chung sức chung công, quyết tâm ta đầy thuyền lao ra biển đông, làm ăn đắc tài đại lời. Chuẩn bị xuống thuyền ra khơi anh em ơi. Vằn che rột mái giật lấy kêu quay giật lấy nào để cho thuyền ta rẽ sóng giật lấy nào rẽ sóng ra ngoài biển khơi giật lấy nào. Hồ la, giữ cửa giữ nhà là con cả